Đây là chiếc len tuyệt vời nhất cho du lịch, RF7200F4 đây. Chỉ nhỏ bằng một nửa so với 7200L2F28 nha. Và so sánh về kích thước cân nặng cũng chỉ ngang với chiếc 2470F2.8 thôi. Bạn có thể dễ dàng bỏ ba lô. Mình sẽ cho anh em xem qua cái chiếc len này. Đây, rất là đẹp luôn. Đây là cái vòng vặn, xoay thế là kẹt, rất là dễ thương. Anh em có thể set là một nút chỉnh gì đó. Thông thường mình set là nút chỉnh ISO. Đây, anh em zoom hết cỡ 200 thì dễ cả. Con này mà gắn hút được thì vô cùng dài ra tít con này luôn. Ok, con bên này nha anh em. Đây, chúng ta có 4 cái nút. Đầu tiên là chỉnh lấy nét. Đó, lấy nét full luôn, hoặc là từ 205m đổ đi. Con này lấy rất là cận luôn. Mình thấy là không có 9m là đã lấy được rồi. Từ tiêu cự 70 đến 200 thì anh em có thể chọn vật thể nào rất là gần 1m là đã có thể lấy nét vô tư luôn. Nút AF, MF, rồi chống rung. Con này kết hợp với chống rung body của Canon nữa thì vô cùng bá đạo nha anh em. Nhận xét qua về chất lượng hình ảnh của con len này thì mình đánh giá khá là tốt. Màu sắc cho ra cũng tương đối đẹp. Con này thì rất là nhiều ưu điểm cho anh em nào mà thích đi du lịch rồi. Tuy nhiên thì nó lại có một cái nhược điểm thôi anh em ạ. Đó chính là mức giá hiện tại con len này vẫn đang rất là cao. 43 triệu cho một con len mới chính hãng mà chỉ là F4 thôi nha. Nếu mình nghĩ sau một đoạn dài ra mắt nữa thì con này sẽ rơi vào khoảng 30 triệu thì là đẹp, rất là đẹp cho một cái thân hình như này. Nào, mình rất là yêu thích len mới của Canon, RF này. Nó rất là nhỏ gọn, nhẹ, cầm rất sướng tay.